Quý vị thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hoa đó là cái ngôn ngữ không lời và một cái để nói kết tình cảm rất là tuyệt vời. Mến chào quý vị đang trở lại với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Thưa quý vị, với cắm hoa dạng thẳng, quý vị có thể sử dụng để làm đẹp cho không gian ngôi nhà của mình, có thể cắm thành những giỏ hoa làm quà tặng. Nhưng dạng cắm hoa dạng thẳng là một trong những dạng cắm hoa được rất là nhiều người ưa chuộng để đặt trong không gian thờ cúng. Và ngày hôm nay, cô Ngọc Mai sẽ hướng dẫn cho Tâm Anh và quý vị thực hiện cắm hoa dạng thẳng với hoa địa lan quý vị nhé. Xin chào cô Ngọc Mai. Chào Tâm Anh, chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta trở lại với dạng thẳng trên bình cao và cắm với hoa địa lan, một ít lan phụ nữ và có lá dương sĩ phụng hoàng và một ít sơn tùng. Bên đây Tâm Anh thấy có phụ kiện hôm nay gương sen mà được phơi khô đó, một ít đây phần lá phụ kiện. Cô Ngọc Mai ơi, lá này thì có khó mua không hoặc là mình có thể thay thế bằng loại phụ kiện khác không? Lá này hiện nay rất là dễ mua, ở các nơi bán hoa, bán lá, bán phụ kiện đều có lá này và có thể thay thế. Ví dụ ta có thể sử dụng lá trầu bà của mình hoặc là trầu bà khuyết, và cũng có thể là sử dụng mình đưa lá dương sĩ cứng. Nếu như chúng ta tự làm phụ kiện bằng cách là chúng ta gấp những quạt giấy màu vàng thì có được không Ngọc Mai? Như vậy thì quý vị không cần phải lo lắng về vấn đề phụ kiện đâu. Quý vị có thể sáng tạo bằng bất cứ những gì mà mình có, chẳng hạn như là những chiếc quạt giấy này bằng màu vàng phù hợp với hoa lan phụ nữ, hoặc là một màu sắc khác phù hợp với loại hoa mà quý vị yêu thích, hoặc là quý vị có thể sử dụng những tấm tre, nan, nón lá vân vân để có thể phù hợp với bình hoa mà quý vị muốn thực hiện quý vị nhé. Đúng vậy. Mình học về kỹ thuật cắm nhưng các phần vật liệu hay phụ kiện chúng ta cứ mạnh dạn thay thế, vì cắm hoa rất là phong phú, rất là đa dạng, không phải bó buộc nha. Đầu tiên ta sẽ chọn hoa để làm trụ để tạo dạng cho dạng thẳng hoa địa lan. Ta sẽ đưa lên giới hạn chiều cao đó. Đầu tiên sẽ đưa cành địa lan ở hướng thẳng, và ta cũng nhớ để làm sao chiều cao của bình và hoa phù hợp với nơi đặt để. Có thể là một cành, có thể là hai cành, ba cành, tùy thuộc vào nơi không gian đó. Rồi, ta có được như thế này. Và bây giờ ta sẽ tiếp theo có một ít những phần gương sen đã được phơi khô. Và hôm nay những gương này được phơi một cách tự nhiên thôi, phơi thật khô nè, và cái phần hạt bên trong được rơi ra rồi. Rồi sẽ thấy rằng trong một tác phẩm của mình sẽ có được những nét tươi, có được những nét khô, sự hòa quyện để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật ha. Khi có hoa, và hôm nay gương sen trở thành vườn tâm. Bây giờ ta sẽ cho phần lá vào. Tâm Anh thấy là hôm trước ta có lá dương sĩ, ta có những lá trầu bà, và hôm nay ta được thấy lá này. Vậy thì mỗi một lần ta thấy cái vật liệu có thể là thay đổi, nhưng tùy theo ý thích, tùy theo nơi mình chọn, mình mua có cái gì ta có thể thay thế. Không phải bắt buộc là cắm với địa lan là phải có đúng lá này nha. Tâm Anh nghĩ rằng là quý vị có thể lựa chọn những loại lá tương tự như lá dương sĩ phụng hoàng này, là chúng ta có dương sĩ cứng này, hoặc là những lá tùng đuôi chồn hoặc là tùng nho cũng được cô Ngọc Mai. Đúng vậy, lá đóng khung. Và sau đó ta có thể cắt từng đoạn ngắn những phần còn lại bên trong đó, xen vào để chơi đế. Khi mà chúng ta đã nắm được những dạng cắm cơ bản như là dạng thẳng này, dạng nghiêng mà chúng ta đã được học, thì điều còn lại là quý vị có thể tự lựa chọn những loại hoa, loại lá kết hợp với nhau
làm sao đó để cho bình hoa của chúng ta có cái sự hài hòa. Tâm Anh thấy là có được những cái lá dương sĩ đã đi viền theo xung quanh đế xốp, xung quanh của miệng bình, gọi là đóng khung. Bây giờ ta sẽ có cái phần lá để trang trí đây. Đó, tôi đưa nước lá trang trí vào. Có thể là để một cái mảng lá phẳng, và có thể là uốn nhẹ để tạo nét gợn sóng, gọi là cho được sống động hơn khi trên bình hoa. Tiếp theo, khi đã có phần lá hoàn chỉnh rồi, ta sẽ cho những nét hoa phụ. Đó, những cái phần phụ nè, ta điểm thêm. Tất cả những nguyên liệu ở trên bình hoa này đều là những nguyên liệu rất là bền, và quý vị có thể để được khá là lâu đó. Như là địa lan này, chúng ta để được rất là lâu. Hoa lan vũ nữ cũng như là lá dương sĩ phụng hoàng. Còn gương sen và phụ kiện thì chắc chắn là không bao giờ tàn rồi cô Ngọc Mai ha. Đó. Sau đó, khi bình hoa này được đưa xuống để thay, thì phần gương sen và phần lá phụ kiện ta lại tiếp tục có thể là tái tạo để ta tạo nên một cái bình cánh mới với dạng khác. Phần phụ kiện thì không bao giờ phải bỏ nha. Tâm Anh thấy là những cái nét lan vũ nữ ta điểm theo xung quanh phần vùng tâm đó để tạo nên một sức sống đó lung linh. Nó Tâm Anh thấy đây này ha. Khi phần phía trước ta đã chỉnh chu với những hoa chính, với những hoa phụ, và bây giờ ta có một ít những cái nét sơn tùng để ta thể hiện ở phía sau nè, ở hai bên, để thấy rằng có cái nét mà của xanh đậm thấp thoáng, để bình hoa được thể hiện sự càng mạnh mẽ của ở dạng thẳng nè, sẽ rất là đẹp, phù hợp với địa lan, và sơn tùng rất là bền, nên là bình hoa này được để trên bàn thờ. Nếu như vào ngày Tết sẽ rất là yên tâm. Tâm Anh thấy là đối với dạng thẳng để trang trí ở phòng khách và để nơi bàn thờ, đây là cái thế rất là trang nghiêm và dễ thực hiện. Đó, như thế này nè, chắc chắn rằng Tâm Anh về sẽ làm được liền ha. Và với cắm hoa dạng thẳng thì ngày hôm nay cô Ngọc Mai đã hướng dẫn cho quý vị thực hiện thêm một bình hoa nữa để chúng ta có thể làm đẹp và dâng cúng trong không gian thờ cúng. Và quý vị nếu như có những yêu cầu, quý vị cứ mạnh dạn gửi về cho chúng tôi quý vị nhé. Mỗi dạng cắm hoa cơ bản, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hiện các loại bình cắm khác nhau để đặt ở những nơi không gian khác nhau. Như vậy là bình hoa của chúng ta đã hoàn thành đúng không cô Ngọc Mai? Đúng vậy. Tâm Anh thấy là một ít thời gian thôi, nhưng ta sẽ thực hiện được bình hoa để trang nghiêm nơi thờ, và chúng ta cũng có thể để nơi phòng khách, và cũng có thể để làm quà tặng. Yeah. Cảm ơn cô Ngọc Mai và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Tâm Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình hướng dẫn cắm hoa kỳ sau.